chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Andy. Sáng giờ Andy đang đi chơi và vô tình Andy gặp được một cái xe bánh rất là ngon. Và sau đây Andy sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Bạn chờ xem các loại bánh gì mà Andy sẽ quay nha. Ở đây các bạn ơi, mình đã gặp được một chiếc xe bánh rất là thú vị và rất đẹp. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem nha. Đây, bánh bèo. Ở đây mình bán tất cả bao nhiêu loại anh? 6 loại. Các loại này là loại gì anh? Bánh bèo, bánh đúc, bánh bò, bánh nước chanh, bánh chuối, bánh tầm. Cái này là để xem, cái này là bánh tầm hả? À, bánh tầm. Đây là cái bánh tầm này các bạn, rất là ngon luôn. Còn đây là bánh chuối nè. Đây là bánh ít hả nè? Bánh ít chanh. Bánh bò. Bánh đúc, bánh đúc. Bánh bèo. Và đây là bánh bèo này các bạn nè. Đây, anh đang làm mấy hộp bánh bèo cho khách không anh hả? Bánh bèo bán, mình bán bao nhiêu hộp anh? Một hộp bánh bèo này là 10k rồi các bạn, nhìn rất là ngon luôn, anh cứ làm đi anh. Nếu em sẽ mua một ít. Cái này nhà mình làm hết anh hả? Nhà làm hết. Cái này thường anh bán ở những đâu anh? Ở chùa. Ờ vậy hả? Ê, bánh bèo nhìn ngon quá. Quay sẽ quay kỹ cho các bạn xem nha. Đây là bánh bèo nè các bạn. Nhìn hấp dẫn quá. Loại luôn. Đó, đây là các loại bánh này, bánh bèo, bánh đúc. Đây là một xe bánh của anh nè. Anh làm tiếp với anh ơi. Anh bán cho em mấy cái anh thử các anh. Cái bánh này nè, bánh chuối á. Đấy cho em mỗi thứ ít đi. Đây bây giờ Andy sẽ mua mỗi thứ một ít bánh. Đây là bánh chuối anh hả? Bánh chuối, bánh ít. Bánh bò. Đây là bánh dứa anh hả? Đúc. Đúc. Cái này tí mình cho cái kia riêng anh hả? Ừ. Đây là một hộp là bao nhiêu anh? Hộp 20, hộp lớn. Một hộp đấy là 20.000 đấy các bạn, đấy hộp bự nha, hộp nhỏ thì 10.000. Đây là nguyên một xe bánh đó các bạn, rất là ngon luôn. Ê, mày em ăn thử cái coi. Đây, bây giờ Andy sẽ ăn thử một cái coi. Sẽ ăn thử bánh bò. Đây các bạn, đây là loại bánh bò, đó là bánh bò lá dứa anh hả? Bánh bò lá dứa các bạn, rất là ngon luôn. Mình thử. Đấy, mình đi review đồ ăn là mình thử đồ ăn các bạn. Người bánh này ngon lắm các bạn. Đây. Đây là xe bánh bèo của anh hay đi đẩy ngoài đường đấy các bạn. Mình đang ăn thử và review cho anh nè. Đây là một xe bánh hàng đông các bạn. Ngon quá. Mình thử xong cái này mình sẽ thử xem cái khác thế nào. Mình mới mua một hộp cho anh là 20.000 và quá trời loại luôn các bạn. Tí mình sẽ mua thêm một loại bánh bèo nữa. Ngon quá. Ngon các bạn ơi. Đây là xe bánh bèo nè. Đây là xe bánh nè các bạn. Rất là nhiều loại luôn. Nó ăn mình mua cho ít nha. Và đây, lúc nãy mình ăn là bánh bò lá dứa. Và đây là bánh ít các bạn. Bánh ít này cũng rất là ngon, mình thử xem ra. Ngon quá. Trong đây nó có nhân đậu xanh các bạn. Đây là nguyên một xe bánh nè. Mình sẽ thử từng loại cho các bạn xem nha. Đây là bánh ít chanh nè. Cái này nếu mà ăn ngon hơn mình cho nước dừa cho anh hả? Cái này là mình ăn khô các bạn, nếu mà các bạn muốn ăn ngon các bạn cho thêm ít cốt dừa cho nha. Rất ngon. Nói
thì mình thử hết chân ray, chắc mình về mình phải ăn cơm. Đấy các bạn ấy, còn rất là nhiều loại đó, mình mới ăn có 2-3 cái mình ăn hết nổi rồi. Đây đấy, mình sẽ review cho các bạn xem nha. Đó. Rất là nhiều loại bánh luôn các bạn ạ. Đây là một xe bánh hàng rong nha các bạn. Đó. Đấy, đấy giờ mình đã review một ít bánh ăn đường phố và mình cảm thấy rất là ngon các bạn. Và ở đây anh bán rất là nhiều loại. Và mình xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Mình sẽ đi review thêm các món nữa và mình sẽ cho làm một clip các bạn. Nếu các bạn hay thì cho mình một like và nhớ ủng hộ kênh của mình nha. Và đặc biệt nhớ ủng hộ cái xe bánh bèo của anh nè. Anh hay bán ngay chùa anh hả? Anh hay bán ngay chùa các bạn, rất là nhiều loại luôn. Đây mình sẽ up video đây nha. Chào tạm biệt các bạn.